Hai chào cả nhà. Thì cách đây vài tiếng đồng hồ thì Vi Lê có nhận được điện thoại phục vụ của cô Hường ở dưới Sa Đéc đó cả nhà. Thì cô Hường khóc bù lu bù loa luôn, nói là có hai mươi mấy gần ba chục mấy chó con, với lại mấy con bé chó lớn đó, thì tổng cộng là ba mươi mấy bé, là tổng cộng với số tiền là 5 triệu của cả nhà. Thì cô Hường có chia sẻ với lại Vi Lê, mấy chục bé chó con này là chuẩn bị chủ bán vô là quay, rồi những bé chó lớn thì vô là mổ. Nói chung cô Hường gọi điện thoại cầu cứu Thi Lê lúc nửa đêm gấp rút quá. Cô Hường nói từ đây đến ngày mai nếu mà không có số tiền mà giải cứu mấy bé chó này thì chủ nó sẽ bán vô rồi là mổ hết đó cả nhà. Thì cô Hường chia sẻ với lại Thi Lê, mấy bé chó con thì người ta làm chó quay sữa gì đó, thì thật sự mà nói thì cô Hường bả khóc bù lu bù loa luôn. Nhưng mà với số tiền này cả nhà biết 5 triệu, thật sự mà Thi Lê nói cho cả nhà biết luôn, khi mà nghe cô Hường cầu cứu khóc lóc gì đó thì Thi Lê chỉ biết là cắn răng chịu đựng, lấy cái số tiền mà Thi Lê đang quyên góp đất ở cả nhà, trích ra số tiền là 5 triệu, và Thi Lê sẽ nhờ cậu Dũng chạy xe máy xuống dưới giải cứu mấy bé về. Chứ thực sự mà nói nếu mà không có cậu Dũng thì Thi Lê cũng không biết phải làm sao nữa, phải thuê xe tải mấy triệu bạc luôn cả nhà. Thì bây giờ cậu Dũng đành phải đi giùm Thi Lê, từ đây xuống dưới xe đét cũng xa lắm cả nhà. Thì Thi Lê sẽ cho cô Dũng chạy xuống đưa tiền cho cô Dũng là 5 triệu, với lại xuống dưới quay clip và quay phim lại cho mọi người xem. Và Thi Lê cũng cầu mong tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân ai xem được cái đoạn clip này thì mong cả nhà mọi người chung tay một ít để có thể gửi lại số tiền cho Thi Lê, để mà Thi Lê đặt vào cái tiền đất nha cả nhà. Thật sự mà nói thì cái tiền đất của Thi Lê tính đến hôm nay thì vẫn còn thiếu đến 50 mấy triệu lần cả nhà. Thì Thi Lê cũng đang gấp rút cầu mong tất cả quý mặt của chú anh chị mạnh thường quân mỗi người chung tay một ít để có thể mà đưa đủ cho ông chủ đất, và bắt đầu Thi Lê sẽ tiến hành quyên góp về cái phần xây dựng để cho mấy bé nó ở cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy thật sự mà nói thì cứu mỗi ngày, cứu bé này đến bé kia bé nọ, cứu hoài luôn, coi như là cái chương trình mà cứu hộ những bé chó bị chủ bỏ rơi bán đầu mổ thì không bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ thì vạn sự tự nhiên thôi, thì Thi Lê nhận được cái điện thoại cầu cứu của người nào thì Thi Lê cảm thấy mà Thi Lê có trong cái điều kiện Thi Lê cho phép thì Thi Lê sẽ cứu. Chứ bây giờ cả nhà thấy bây giờ người ta cầu cứu tất cả các dặm cứu hộ khác rồi ai cũng từ chối hết á, mà bây giờ Thi Lê nếu mà Thi Lê từ chối luôn thì các con sẽ bám víu vào ai để sống đó. Thì nhưng mà nếu mà cứu về nhiều quá thì Thi Lê cũng khó khăn cho Thi Lê là không có gạo nè, không có hạt thức ăn này nọ, nói chung đủ tốn đủ cái tiền cái nhà, chích ngừa vaccine sổ dung thuốc ve này nọ lung tung hết trơn. Thì bây giờ Thi Lê cũng còn mong cầu xem tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân ai xem được cái đoạn clip này thì hoan hỷ mọi người chung tay mọi người một ít để có thể phụ giúp cho Thi Lê, để mà Thi Lê hoàn trả số tiền là 5 triệu để mà đặt vào tiền đất nha cả nhà. Và một lần nữa Thi Lê xin cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân lúc nào cũng luôn luôn đứng sau Thi Lê, hỗ trợ cho Thi Lê bước đi trên cái con đường thiện nguyện, hỗ trợ tinh thần lẫn kinh phí để mà giúp cho Thi Lê giải cứu những bé chó bị chủ bán lò mổ, bị chủ bỏ rơi đánh đập mang về cái ấm an tại nhà cả nhà. Một lần nữa Thi Lê cầu chúc cho tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và một lần nữa Thi Lê xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Hai chào cả nhà. Lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hiện tại em đang có mặt tại thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp, ở nhà cô Hường. Thì cô Hường có điện thoại gọi điện thoại của Thi Lê, nó là cứu mấy chục bé chó gì đó. Giờ em mời cả nhà cùng em vô nhà cô Hường nha cả nhà. Chào cô Hường. Đâu hết rồi? Là ở ra đây ồn quá cô Hường ơi. Cô Hường khỏe không? Đỡ chưa? Là cô Hường gọi điện thoại cầu cứu Thi Lê là tổng cộng là bao nhiêu bé chó? Dạ, 2,5 triệu.
hả? Một con chó sùng năm trăm, hai vợ chồng, hai đứa con còn bú là 500. Rồi. 3 triệu. Giờ còn bác béo nữa. Con mệt dê, mấy con nào nữa? Con trắng mấy là 8 chó con nữa hả? Mấy là một số chó con đó đúng không? Là con mệt dê với con chó trắng này. Mấy hai chó con là 2 triệu. Mà những mấy chó này ở đâu mà cô Hường có là cô Quý Thi Lê? Cô Hường ra đây không nghe cho chó Hường sổ ồn quá. Con nói cô Hường nghe, cô Hường biết rồi, Thi Lê bây giờ nó quá ngọt rồi. Giờ tiền nó cũng đâu có sẵn đâu cô Hường. Cái này hôm nay nó kêu con xuống đây, con là Dũng là cậu Thi Lê, cô Hường biết rồi đúng không? Xuống đây là nó ứng đỡ cái tiền đất mà đang quyên góp để mua đất á ra. Rồi sau này quyên góp trả lại vô cái số tiền đất đó. Chứ Thi Lê nó đâu có sẵn tiền đâu cô Hường biết mà. Đó thì cô thấy không, Thi Lê nó đâu có sẵn tiền đâu. Mà cô kêu rồi các bé biết như vậy sao mà không cứu được. Giờ bây giờ các bé ở đâu? Đem về đó thì sao á. Giờ bây giờ con đem chuồng qua cô Hường bỏ vô nha. Đem cho chuồng bỏ vô mà bây giờ hai vợ chồng hai đứa con bỏ riêng rồi, cô chó bắt riêng thì mình phải bỏ riêng chứ. Còn sẵn giỏi nữa. Thì bây giờ cô Hường có bỏ ra 30 cái chó con này là 2,5 triệu đúng không cô Hường? Dạ. Rồi cô Hường bỏ đi con đếm luôn. Cô bỏ vô đi. Cái con nó bị đè đó. Thì chết hai con chó nhỏ. Rồi nó thấy con có mượn vô. Rồi hay là 28 con nó chó mượn để nó giữ nhà về cái chậu. Bây giờ cô có bỏ đi con đếm rồi bỏ đi. Thôi nhem hết chân vậy. Trời ơi, trời ơi, cả nhà thì 30 bé chó này là giá là 2,5 triệu cả nhà. Ôi có gì bé nào ướt nhem hết trơn rồi trời. Ôi cậu ơi, nó la nằm... nó nắng quá rồi, phần nhà cái chỗ đó thì sao nó bị trộn. Rồi chị nó bệnh tâm thần. Bảy, trời ơi, con nào ướt nhẹp hết trơn, tuần nhẹp quá trời. Bảy rồi. Chín. Vô đi con, về ba Lê ở, mẹ Lê ở, cứu con nha con. 11. Mười ba. Mười bốn. Mười bốn con rồi cô Hường. Dạ. Mười bốn con. Trời ơi đâu mà quá trời luôn, thiệt luôn á. Trời ơi đó bỏ ngoài sân đó thì nó đâu có cho ăn đâu. Mình thấy chuyện mỗi người bán một tay mấy cái mẹ lớn rồi. 15. Mười sáu. 17. 18. 19. 20. 21, trời ơi nhỏ nhỏ không. 22. 23. 24. 25 bé.
26 bé, 27 bé. Rồi đây nữa hả? 30 con rồi. À, 28 con là như thế, nhưng cái bự vô nó bị nghẹt hai cái nữa, cái bự 28 bé. Trời ơi, nho nhóc nhỏ xíu không mà cả nhà ơi. Cái này là hai vợ chồng với hai đứa con đúng không? Là 500 ngàn đúng không? Dạ, rồi cô bỏ vô đi. Nó còn biết mẹ. Giờ con chồng đâu này, con vợ. Trời ơi, nó nhoi nhóc nó kêu rồi cả nhà. Còn nghiệp quá trời luôn à. Này con chồng hả? Giờ con ở đâu? Chồng, hai bỏ hai đứa con nó vô luôn đi. Dạ, hai vợ chồng nè, nó còn bún rồi. Dạ, hai đứa con nữa. Là hai vợ chồng này mấy hai đứa con là 500. Chồng, rồi 500. Còn bú nữa, rồi còn bú luôn phải không? Dạ. Rồi bỏ vô đi con. Giờ bây giờ bé về mấy bé này hả cô Hường? Bé này bé việt dê, bé này bé việt dê mấy con sù là nhiêu? Bây giờ con trắng này mấy con việt dê đó mới là mấy cho con. Hai đứa con lại nhiêu? Là 2 triệu. Rồi 2 triệu bỏ vô một con đi. Cái này bẹt dê gì? Bẹt dê đâu, bẹt dê. Cái này chó cỏ, bẹt dê gì? Chó cỏ. Là bé này đúng không? Mấy bé này. Mấy hai chó con là 2 triệu đúng chưa? Dạ. Này bỏ mẩn rồi để nó cắn luôn. Ê bỏ đây. Rồi bỏ vô. Rồi hai chó con đâu? Đây đi con, đi chảnh nở mà thôi, còn nhiều khô à. Ở bên chó trắng này mấy bé chó này của Hùng kêu là bẹt dê cả nhà. Mấy hai bé chó con là giá 2 triệu. Đâu hai đứa con đâu? Còn đây là coi như là 28 bé chó con này cả nhà. Trời ơi nó rung nó tội rồi cả nhà ơi. Cái nhỏ nào ướt hết trơn. Còn đây hai vợ chồng và hai đứa con còn bú. Đó nó đang bú mẹ thôi cả nhà. Trời ơi thấy ghét không? Là hai vợ chồng này và hai đứa con là cô Hường kêu là 500 ngàn. Hai đứa con đâu? Rồi một bé bỏ vô luôn. Rồi bỏ vô. Còn một bé nữa. Trời ơi. Rồi hai bé. Bỏ vô. Rồi bây giờ là 28 mấy đứa con nè, là giá là 2 triệu rưỡi đúng không? Hai vợ chồng mấy hai đứa con còn bú 500 là 3 triệu. Một chú bé này cô Hường kêu là bẹt ghê. Và một chú chó trắng này. Và hai chú con là 2 triệu. Đúng chưa? Bây giờ con đưa từng phần cho cô Hường nha. Cái này thì con nó có cô Hường từ đầu rồi, là khi lên nó ứng trước cái tiền, lấy tiền đất ứng trước ra đưa cho cô Hường để mua trả cho người ta. Rồi nó quyên góp lại sau. Chứ thi lên mà nó khó khăn luôn biết mà đúng không? Bây giờ con đưa cái phần 2 triệu rưỡi nè. 2 triệu rưỡi trước nè, 1 triệu rưỡi nè. Là 2 triệu rưỡi là 30 bé cho con là đúng chưa? Dạ, xong. Bây giờ 500 là hai vợ chồng và hai đứa con.
2 triệu là bé bạc dê, bé cò và hai bé chó con. Dạ. Là tổng là 5 triệu cô Hường nhận đủ nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn ông bà cô chú và cha cha mẹ thứ Lê với cả Lê Dũng. Cũng dàn tay cứu về cho nó tưởng nó sống cuối đời. Thì con nói cô Hường nghe khó khăn cứ mấy, nhưng mà khi mà kêu cứu các bé mà không biết thì thôi, biết làm sao mà coi như là làm ngơ được. Trời đuổi đi mà bỏ vô bao gì về con hỏi tại sao nổi tùm. Quan trọng bây giờ con mong là các mạnh thường quân xem là cái clip này thì hỗ trợ lại tiền như kia Thi Lê để đắp cho tiền đất. Dạ. Con này là cậu Thi Lê thì cô Hường biết rồi.